Dạ vâng, em Mai xin kính chào tất cả các cô bác và quý bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay em sẽ gửi đến cho quý bà con cái cách mà bà con để ý sau khi mà bà con ghép mắt cho cây bồ kết ghép nhé. Thì đây là cái lô bồ kết mà mình đã ghép được khoảng một tuần. Một tuần bà con ạ. Đây này, còn cái bồ kết mới ghép được mấy ngày thì nó là cái lô này. Bà con thấy không? Sau khi ghép xong thì nó chưa có hiện tượng là cái mầm, cái cành của cái cây bồ kết thực sinh nó đâm ra. Nhưng mà sau khi ghép mới chỉ ghép được khoảng một tuần thôi, bà con thấy là nó cái mầm, cái ngọn của cái cây bồ kết thực sinh nó đang ra rất là nhiều nhé. Khi mà cái ngọn này nó ra nhiều này thì bà con phải tính là ngắt đi ngay. Bà con lấy kéo, cái này nó chưa có gai thì em dùng tay tuốt nó đi được. Nhưng mà khi mà nó có gai rồi là bà con phải dùng kéo. Ở dưới này nó rất là nhiều gai, bà con để ý này. Gai ra rất nhiều này, dùng kéo bà con cắt hết những cái mầm này đi. Để cho cái cây nó tập trung cái dinh dưỡng và cái nước để nó nuôi cái mắt ghép này. Thì cái mắt ghép nó mới sống được. Nếu mà con cứ để như này á thì nó dài ra, càng ngày nó càng lớn thì cây nó sẽ đưa nước, đưa dinh dưỡng vào cái mắt ghép này nó không đủ, và nó bởi vì những cái mầm này nó hút hết nước, hút hết dinh dưỡng của cái mắt ghép này rồi thì mắt ghép nó sẽ teo lên. Teo đi và mắt ghép nó khô lại và nó chết cái mắt ghép. Đây là nhiều bà con chúng ta khi mua cây giống bồ kết ghép của nhà em về nhé, là bà con cũng phải để ý khoảng 5 đến 7 ngày, chục hôm là bà con phải ra thăm vườn để thấy cái cành, cái mầm, cái chồi này nó ra là bà con phải cắt hết đi. Trong khoảng 1 đến 2 tháng là nó sẽ không lấy ra nữa, là bà con sẽ không phải cần phải để ý nhiều nữa. Nhưng cái thời gian đầu là bà con phải hết sức để ý cho em. Nên là rất nhiều bà con trồng một thời gian mà con bảo sao cái mắt ghép nó không lớn và nó cằn lại và nó teo đi. Bởi vì sao? Bởi vì là mình không bỏ, không cắt cái mầm của cái cây thực sinh này đi. Nên là nó bị teo đi là vì vậy. Nên là bà con chúng ta mới ghép mắt trong cái thời gian đầu là bà con cũng phải để ý. Bà con cắt càng sớm càng tốt nhé. Như này là phải cắt được rồi nhưng mà nhà em bận quá không có thời gian cắt. Càng cắt sớm thì cái mắt ghép nó lại càng nhanh lớn. Nó mới còn nước để nó nuôi cái mắt ghép này thì mắt ghép nó mới bật mầm được nhá. Đấy. Bà con mà có cái gì chưa hiểu về kỹ thuật ghép mắt cũng như chăm sóc cây bồ kết thì bà con cứ liên hệ với em nhé. Đây là cái chỗ này mới cắt ngọn đi để chuẩn bị ghép đây. Bố nó